Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu nói với mẹ: "Thưa bà, chuyện đó có liên hệ gì đến tôi và bà? Giờ tôi chưa đến." Mẹ người nói với những người giúp việc: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo." Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc." Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử thứ nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này." Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người, và các môn đệ đã tin người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với gia đình ông bà ở đây để dâng thánh lễ tạ ơn Chúa với ông bà nhân dịp kỷ niệm 56 năm thành hôn. Và các bản văn lời Chúa mà chúng ta nghe trong thánh lễ này soi sáng cho chúng ta về ý nghĩa và những gợi ý để giúp cho sống trong bậc sống vợ chồng. Cho nên các bản văn lời Chúa hôm nay là những bản văn không chỉ được đọc nói về ông bà, nhưng mà nói với chúng ta là những người sống bậc sống gia đình. Thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe bài đọc thứ nhất trích trong sách Sáng Thế nói về việc người nam kết hợp với người nữ là ý định của Thiên Chúa. Người nam kết hợp với người nữ để nên một với nhau là ý định của Thiên Chúa trong cái hành động sáng tạo của chính Thiên Chúa. Cho nên hôn nhân Kitô giáo tự bản chất của nó không phải là một sáng kiến của con người, cũng không phải chỉ để tôn vinh tình yêu, mà hôn nhân Kitô giáo chính là ý định của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng. Và thưa cộng đoàn, con người nó khác với con vật ở cái chỗ là nó có tự do, có lý trí, có ý chí và có tình cảm, chứ không phải chỉ có bản năng như con vật. Cho nên việc kết hợp giữa người nam và người nữ trong đời sống gia đình nó cũng phải có những tố chất, những yếu tố để giúp cho cái sự kết hợp ấy nó vững bền. Chúng ta thấy xã hội bây giờ đầy dẫy những người mà cứ hơi tí gặp khó khăn cả là muốn bỏ nhau, chứ không phải là không có. Chúng ta vừa nói là hôn nhân Kitô giáo là ý định của Thiên Chúa ngay từ trong cái kế hoạch tạo dựng. Đó là một điều tốt đẹp, một điều được Chúa chúc lành. Nhưng vì con người kết hợp với nhau là có lý trí, có ý chí, có cảm tính, có tình cảm, có tự do, cho nên làm sao để họ có thể chung tín được với nhau. Chúng ta vừa nghe Bài đọc thứ hai nói cho chúng ta bí quyết để giúp trung tín trong đời sống vợ chồng. Chị vừa lên đọc là các bà vợ hãy phục tùng chồng mình. Nghe cái chữ này ạ, bây giờ người ta không chịu. Bà quản này thôi, bây giờ lớn rồi thì thôi, bà không có cần phải có hay không gì cả. Bởi vì bây giờ bà cũng nghĩa là cũng qua cái tuổi phải nặng ký về cái chữ phục tùng. Và dường như mà khi dạy giáo lý hôn nhân á, thì thường là các bà không muốn. Bây giờ là người ta bảo là nam nữ bình đẳng rồi, vừa phải thôi, chứ cha lại bảo con là hãy phục tùng chồng như tùng phục Chúa. Không được. Tùng phục chồng như là tùng phục chồng thì được, chứ tùng phục chồng như là tùng phục Chúa, coi chồng con như là Chúa của con thì làm sao mà làm nào được. Các cô có bằng lòng theo không mà nào? Khỏi hỏi cũng biết là không rồi. Các sơ thì không có hỏi, bởi vì các sơ không có lập gia đình, không phải hỏi câu này. Nhưng Thánh Phaolô nói đấy là bổn phận của người làm vợ. Nếu muốn giữ hạnh phúc gia đình thì phải thế thôi. Nhưng mà xem ra là mình không chịu. Nhưng mà nếu mà Chúa mà nói bằng đấy thì không đủ. Chúa nói một câu nữa như này: hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và nộp mình vì hội thánh. Để người vợ có thể tùng phục mình thì mình phải yêu thương vợ mình như là Chúa chết trên thập giá cơ cả. Đấy. Các ông có muốn vợ mình tùng phục mình thì hãy chết như thế, chết như Chúa cơ cả. Thế là được. Là bên này có được không? Được. Đấy, thế phải nếu được thì phải được. Thì lời Chúa là nói là phải đầy đủ hai bên ấy. Mình nói lời Chúa có một bên là không được. Một khi người chồng dám chết cho vợ mình thì khi ấy người vợ vẫn tiếp tục tùng phục chồng mình. Bởi mình tùng phục chồng mình thì nó có tóm đầu đóm cổ mình đâu, chỉ có là chết như Chúa chết trên thập giá cho mình vậy đó. Cho nên thưa cộng đoàn, Thánh Phaolô nói với chúng ta một cái bí quyết để giúp giữ gìn hạnh phúc và trung tín với nhau trong đời sống vợ chồng. Tuy nhiên bài lời Chúa hôm nay chúng ta nghe trong tin mừng Thánh Gioan thì lại nói với chúng ta một cái accident trong đời sống gia đình, một cái tai nạn trong đời sống gia đình. Thưa ông, con hỏi ông điều này này ông ơi, trong đời sống gia đình của ông có bao giờ mà hết rượu không? Có bao giờ hết rượu không? Cũng có lúc hết rượu hả? Thế bạn làm nào? Bắt bà đi mua à? À, kêu bà đi mua. Có khi nào mà bà bảo không, hết tiền rồi em không mua, anh đưa tiền ra thì em mua. À, bà ấy không dám nói, bà ấy tùng phục chồng. Đấy. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay nói với chúng ta một tai nạn xảy ra trong gia đình: hết rượu. Hết rượu, một tai nạn. Hết rượu trong cái đám cưới này. Ông thì bây giờ không phải lo, bây giờ ông có muốn uống bao nhiêu rượu thì anh Tam anh khác mua, ông không có lo. Nhưng mà có cái rượu này là anh Tam anh mua không được. Đó là tình yêu. Cái tình yêu nó mới, cái rượu tình yêu cơ, nó mới quan trọng. Chứ không phải là XO hay là Napoleon hay là whisky đâu. Không. Cái câu chuyện đám cưới hết rượu trong bài tin mừng Thánh Gioan vén mở cho chúng ta thấy một tai nạn trong một cái gia đình: hết rượu. Thưa cộng đoàn, có những khi trong đời sống gia đình tình yêu nó có vơi đi đó. Ông có thấy có khi nào tình yêu của ông với bà nó có vơi đi tí nào không? Có vơi ít nhiều không? Lúc lên lúc xuống như này này, có không? Có không cơ? Đấy, có. Ông cũng nói có mà con ông cũng nói có. Đấy. Nó cũng vơi phải nào? À đấy, cuộc đời nó là thế. Có những lúc tình yêu giữa chúng ta với nhau trong đời sống vợ chồng nó có vơi đi, chứ không phải là hết rượu. Hết rượu theo nghĩa đen đơn giản: 50.000 một xị. Đấy, em cái chai nước khoáng ra bảo đong cho em đong cho nhà em một xị vào đây 50.000 hay là 30.000 rượu gò đen chính hiệu mà có điều là cho hóa chất Trung Quốc thôi, về uống vẫn vui vẻ như thường. Không, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay nói về một thứ rượu tình yêu. Có những lúc tương quan của chúng ta với nhau trong đời sống gia đình nó vơi, mà không có cái gì mà có thể làm cho nó đầy lên được, nếu chỉ có một điều thôi. Bài tin mừng nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã ra tay. Cho nên thưa cộng đoàn, cuộc hôn nhân của người Công giáo xem ra không phải là cuộc tình tay đôi, cuộc tình tay ba. Chúa Giêsu ở giữa. Chúa Giêsu mới chính là cái sự kết nối giữa những người sống bậc gia đình. Tại sao vậy? Bởi vì có những lúc tình yêu nó vơi xuống. Nếu mà không nghĩ vì Chúa đó, hồi xưa còn nhỏ có nghe thấy bà cố bảo là nhiều lúc tao cứ nghĩ là nếu mà không vì Chúa thì tao bỏ bố mày. À đấy, nếu mà không vì Chúa thì tao bỏ bố mày, không có muốn ở nữa. Tình yêu nó xuống gần cạn luôn. Cái rượu tình yêu nó xuống gần cạn. Và cái mà làm cho người ta vẫn giữ được cái sự trung tín với nhau là gì? Họ nghĩ đến Chúa, vì Chúa, vì phần rỗi của họ. Cho nên Chúa Giêsu trở thành trung tâm điểm của cái đám cưới mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay. Khi mà cái tai nạn hết rượu nó xảy ra, trong đời sống gia đình của chúng ta cũng vậy thưa cộng đoàn, trong đời sống của ông bà đây cũng vậy. Cũng có những khi rượu tình yêu nó giảm xuống, và Chúa mới là cái sự nối kết, níu kéo và gìn giữ cái tương quan ấy khi mà tình yêu nó có giảm xuống. Và những cái lúc mà qua những cái sóng gió thì chúng ta thấy tình yêu nó lại trở lại bình thường. Nhưng mà nếu mà lúc nào nó cũng bình thường ấy thì không còn gọi là tình yêu. Có những lúc nó bất thường thì ta mới nhận ra được thế nào là tình yêu và thế nào là sự trung tín với nhau. Và đối với đức tin Kitô giáo, chính Chúa Giêsu là sự nối kết giữa cái tương quan vợ chồng với nhau trong đời sống gia đình. Chúng ta tạ ơn Chúa với ông bà hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa cho các con cháu của ông bà sống đời gia đình ấy. Ông bà thì xem ra là rượu bây giờ là cứ đầy cho đến cuối đời, phải nào, không còn lo mà vơi nữa. Nhưng mà các con cháu của ông bà còn tiếp tục sống cái đời sống gia đình vợ chồng của mình, thế nào cũng có lúc này lúc kia, không khỏi. Nhưng mà cầu nguyện cho con cháu của ông bà biết bắt chước ông bà. Có những lúc mà rượu tình yêu nó vơi xuống, nghĩ đến Chúa đi, Chúa sẽ nối kết, Chúa sẽ giữ gìn cái tương quan ấy, và Chúa sẽ làm cho cái tương quan ấy nó bền, nó trung tín mãi. Cái điều mà con người tự sức nhiều khi làm không được. Và cái điều đấy mới là cái sứ điệp thật là đắt giá cho chúng ta là những người sống đời gia đình Kitô giáo thưa cộng đoàn. Bởi vì người ngoài người ta cứ không vui là thôi, nói chia tay thôi. Không, các gia đình Kitô giáo, các cặp vợ chồng Kitô giáo còn có đức tin và còn có lời Chúa như là một định hướng để giúp họ trung tín với nhau, dù gặp những khó khăn và thử thách, dù có những lúc rượu tình yêu nó có vơi xuống. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho ông bà hôm nay. Xin Chúa cũng chúc lành cho tất cả các con cháu của ông bà sống đời sống gia đình, cũng học đòi bắt chước ông bà như là một tấm gương sáng, cùng với Chúa, cùng với ơn thánh của Chúa, để gìn giữ trân quý cái tương quan tình yêu mà con cháu của ông bà đã kết ước trước mặt Chúa như ông bà. Và xin Chúa cũng gìn giữ để con cháu của ông bà giữ mãi được cái tương quan tình yêu ấy như bố mẹ của mình, như ông bà của mình. Chắc chắn đấy là điều mà chúng ta cũng phải nghĩ đến và cầu nguyện cho nhau trong thánh lễ hôm nay, cùng với tâm tình tạ ơn Chúa với ông bà của chúng ta hôm nay. Amen.